Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Pháp Sư. Giờ phút này, một niềm thành kính to lớn của ban tổ chức cùng toàn thể hành giả khóa tu Ngài Tịnh Lạc tại tu viện Tường Vân. Chúng con tuy khác miệng nhưng cùng lời, đồng thành tâm hướng về khách phòng đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng Quang Lâm Pháp Tòa. Ban chung cổ trỗi chuông trống bát nhã cung thỉnh Hòa Thượng Quang Lâm. Toàn thể đạo tràng chắp tay trang nghiêm, một lòng thành kính cung thỉnh bước chân Hòa Thượng. Quả thật tăng là những bậc chân tu, biết đời quyển mộng giả từ ra đi, thấm nhuần trí tuệ từ bi, độ đời thoát khỏi tham si khổ sầu. Toàn thể đạo tràng tu viện Tường Vân chúng con với một lòng thành kính, xúc động, hoan hỷ, giờ phút này cung đón từng bước chân an lạc của Hòa Thượng Quang Lâm về nơi Pháp Tòa. Đây quả là một phước báo, đây quả là một niềm vinh dự cho toàn thể đạo tràng và hành giả khóa tu chúng con. Một lòng thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Quang Lâm nơi Pháp Tòa, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tòa Đạo Hiệu Thích Huệ Sơn Quang Lâm nơi chiếc ghế danh dự ban tổ chức chúng con đã sắp xếp. Để cho buổi pháp thoại thành tựu viên mãn, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng, kính mời toàn thể pháp hội đạo tràng đồng chắp tay trang nghiêm niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư cung thỉnh chư tôn đức, kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả khóa tu Ngài Tịnh Lạc tại tu viện Tường Vân, trong giờ phút trân trọng này, xin kính mời toàn thể đạo tràng dương cao một tràng pháo tay thật lớn để thành kính cung đón sự quang lâm cao quý của Hòa Thượng chiều hôm nay. Kính thưa toàn thể pháp hội đạo tràng, hiện diện quang lâm cao quý nơi Pháp Tòa giờ phút này là Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Quyền Diệu,
Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Quốc tế, Viện chủ Việt Nam Phật Quốc tự Ấn Độ và Nepal. Hòa thượng cũng là một vị giáo phẩm của Phật giáo Việt Nam, người đã mang tâm tư, nguyện vọng và tâm hồn của một con người Việt Nam đầu tiên khởi xướng xây dựng chùa quốc tế đầu tiên trên đất nước Ấn Độ. Và kể từ đó cho đến hôm nay, mấy mươi quốc gia trên thế giới đã và đang xây dựng các cơ sở tự viện Phật giáo quốc tế trên đất Phật Ấn Độ và Nepal. Với bao năm hoằng pháp lợi sanh, nơi tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ, Hòa thượng đã mang ánh sáng của Phật giáo, tâm tư, tình cảm và con người Việt Nam đã mang đi tất cả khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ, và đặc biệt tiếng nói của Hòa thượng đã mang lại hòa bình, an lạc cho đất nước Ấn Độ và Nepal cũng như tất cả các nước trên thế giới. Hôm nay nhân chuyến về thăm quê hương Việt Nam quả là một niềm phước báo to lớn cho tu viện Tường Vân, là điểm đầu tiên Hòa thượng đặt chân nhân chuyến về thăm quê hương lần này. Qua hơn 20 giờ, Hòa thượng từ Mỹ Quốc đã bay về Việt Nam, không nghỉ ngơi mà Hòa thượng đã quan lâm nơi pháp tòa trong giờ phút này để ban bố một thời pháp thoại cao quý cho toàn thể hành giả chúng ta cũng như ban tổ chức tại tu viện Tường Vân. Giờ phút này, thay lời ban tổ chức cùng toàn thể hành giả khóa tu ngày Tịnh Lạc, chúng con thành kính đê đầu đảnh lễ Hòa thượng, thành kính cung thỉnh Hòa thượng bắt đầu vận chuyển bánh xe pháp luân ban bố pháp thoại cho đạo tràng chúng con chiều hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng Tọa, trụ trì, tất cả quý vị tăng ni Phật tử. Tôi nghĩ đây cũng là một cái niềm hân hạnh. Tôi vừa mới bước xuống phi trường thôi, trụ định là đi về kiếm chỗ nào lăn ra ngủ. Nhưng mà nghe nói Tường Vân là có cái khóa tu, cũng trông chờ. Mà tôi nghĩ không biết là mai còn sống gặp quý vị không. Thôi phải đến gặp. Xin thưa quý vị, trong cuộc đời này nó có rất nhiều màu nhiệm mà không giải thích được. Cũng như có nhiều vị Phật tử, nhiều vị thầy ngưỡng mộ tôi. Không biết ngưỡng mộ này, không biết ngưỡng mộ lạ lùng á. Phá bằng mọi cách phải qua gặp thầy Huyền Diệu. Mà có người qua bển 8 lần, 9 lần, 10, mười mấy lần không bao giờ gặp. Vì tôi rất là bận rộn. Đấy, cuộc sống rất là bận rộn. Bận rộn nào đi làm mướn rồi Phật sự chỗ này chỗ nọ. Sao lại cười? Đi dạy học cũng là làm mướn. Nhá không? Tôi quý vị thấy từng tuổi này mà cũng cần tiếp tục đi dạy học. Bởi vì bên đó không ai cúng hết á. Thầy Phước Tiến bên đây đó là sướng á. Nói chung quý vị thầy đâu nè, Phật tử các nơi, thầy chắc ở bên Ấn Độ biết rồi. Bên đó nó Phật tử nó không có cúng. Mình phải cúng lại nó. Vì nó nghèo quá sao nó cúng. Quý vị không? Quý vị qua bên đó quý vị mới thấy. Cho nên đi về ở bên Việt Nam mình á, Phật tử mà đến chùa không có miếng đậu hũ, cũng có chai nước tương, bên đó không có. Tôi nghĩ rồi có nhiều người qua bển không gặp. Khi thì họ, mình có hai cái chùa, một cái bên Ấn Độ, cái bên Nepal. Khi họ qua Nepal thì tôi về bên Ấn Độ, và khi họ qua Ấn Độ tôi về Nepal. Chứ qua đợi hoài. Thành ra có nhiều vị đó họ đi về nước đó, họ biên internet tạng nóc chửi thầy. Qua bên Ấn Độ không những 5 lần, mười mấy lần không bao giờ có con Quyền Diệu, ông trốn trong phòng á. Nó làm như mình thiếu nợ đó vậy. Làm gì thế trốn. Nhưng mà có cái duyên. Quý vị đừng có đi tìm thầy. Đúng giờ phút là thầy đến thầy trình diện quý vị. Giống như ngày hôm nay. Đấy không?
lạ lắm quý vị. À, tôi nói cho nên quý vị tu làm sao mà mình thấy có an lạc, cảm nhận cái sự màu nhiệm trong cuộc đời này. Ngày hôm nay tôi nghĩ hồi nãy là ngồi trên phi trường đó, bởi vì quý vị biết không, trong cuộc đời của mình nó có những cái chuyện nó đến bất thường lắm. Tôi đi máy bay bao nhiêu năm rồi chưa có lần nào mà gặp rắc rối như cái kỳ máy bay này. Đi lên máy bay rồi đó, tới rồi xong nó hủy chuyến bay, nó đổi chuyến bay khác, rồi mình lên máy bay rồi. Quý vị có thể tưởng tượng mình lên chuyến bay, mình chỉ mong chừng nửa tiếng, tiếng bay, bắt mình ngồi trong chiếc máy bay 3 tiếng đồng hồ. Rồi cuối cùng nó thông báo chiếc máy bay trục trặc, mà chiếc máy bay nó chở tới 450 người. Rồi đi xuống đó, rồi không biết phải tính làm sao, không biết đi ở. Có nhiều người họ nghĩ chắc là xui, máy bay này chắc nó rác nó rớt nữa. Nhưng mà tôi nói nhất định đi đi, kệ, hãy số chết chết. Rồi đó quý vị phải lên, là đợi tới dưới 5-6 tiếng rồi lên. Lên rồi nó phải bay, không phải nó bay thẳng về Việt Nam, nó bay qua bên Vancouver, bay qua Canada. Rồi từ Canada nó bay qua Hồng Kông, rồi qua Hồng Kông phải chuyển máy bay về Việt Nam. Thì vừa xuống tới nơi gặp mấy anh chị em là nói trên chỗ thầy Phước Tiến đó, Phật tử đợi. Mình nghe thử mình rất là sốt ruột. Tôi nói thôi mệt gì mệt cũng phải lên trình diện. Thì ngày hôm nay chúng ta có khoảng một tiếng đồng hồ, thầy trình bày quý vị những cái điểm này. Chắc là quý vị, chắc là mình tu làm sao mình phải có cảm nhận được cái mầu nhiệm và kết quả trong đời này. Tu mà không có cảm nhận được cái mầu nhiệm đó, là thầy nghĩ uổng lắm. Quý vị đồng ý không? À, quý vị đã biết rồi. Chúng ta tu, tu mình phải biết tu trúng tu sai. Cái điểm mà tới giờ phút này chắc là thầy Phước Tiến với thầy Huệ Sơn phải viết quyển sách này. Hồi trước bây giờ đó, người ta chỉ viết rằng Đức Phật là tu nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng mà bây giờ mình nói theo khoa học. Cái điểm mà tôi nói cho quý vị đó, chính tôi cũng rất là confused. Tôi cũng bối rối về cái chuyện này. Cái lúc mà qua bên Bồ Đề Đạo Tràng đó, làm cái chùa khó khăn lắm. Thầy, nhiều khi thầy chứ ra thầy chất vấn ông Phật. Cái này cũng hơi lỗi. Con không biết. Ngài có cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con thơ, ngài đi tu. Ngài tu có mấy năm ngài đắc đạo, còn sao con tu hoài con thấy nó lục, mù bịch. Quý vị thấy không ạ? Và một cái ngày đó thầy ra cái chỗ, một cái câu hỏi này đó quý vị, thầy cũng hỏi nữa. Cái đất Phật là một cái đất chỗ Bồ Đề Đạo Tràng đó, chỗ nó linh thiêng lắm, mong rằng quý vị có dịp quý vị cũng sang bên đó để mình thu hút cái năng lượng. Rất là khó khăn thầy, chứ lúc mà khó khăn mua đất cái gì cũng khó khăn hết trơn quý vị. Thầy mới hỏi Đức Phật, con bạch ngài, ngài không tìm cái chỗ nào cho nó tốt chút. Ngài tìm chi mà cái chỗ này nó rắc rối quá vậy. Khí hậu rắc rối, con người rắc rối, cái gì nó cũng rắc rối. Phải chi mà ngài về Sài Gòn ngài đắc đạo. Hay là Hà Nội nhau. Nhưng mà sau này mình mới suy nghĩ đúng là cái chỗ đó rất là rắc rối. Khí hậu rắc rối, con người rắc rối, cái gì nó cũng rắc rối. Có lẽ cái chỗ nó khó khăn nhất, vậy ngài mới chọn chỗ đó ngài đắc đạo. Đến nỗi mà bây giờ tôi nói quý vị, mấy thầy cũng không để ý nữa. Sau khi mà Đức Phật ngài đắc đạo rồi đó, ngài về lại Bồ Đề Đạo Tràng, ngài về có một lần ổng vong luôn, không về lần thứ hai. Quý vị thấy không? Rồi trở lại cái câu kia, nó nói sao mà ngài có cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con thơ, ngài đi tu. Mà ngài tu mấy năm ngài đắc đạo, còn con tu hoài thôi thấy mù mịt quá. Cái ngày đó quý vị, tôi ngồi dưới cây Bồ Đề, tự nhiên mấy chân lông vậy, nổi lên. Ông Phật, thằng này hỏi tào lao. Một cái yếu tố Đức Phật đắc đạo mà quý vị chưa có ông giáo chủ nào mà dám nói, là ngài đi sai đường, ngài dám nói ngài sai đường. Quý vị thấy tuyệt vời chưa?
Vì Đức Phật hồi xưa Ngài chỉ nghĩ cái thân này là cái nguồn gốc của tội lỗi, tham ăn, tham uống, tham tình, tham đủ thứ đó. Thành ra phải đập, ăn tiều tủy, cuối cùng Ngài thấy đó là con đường cực đoan, Ngài trở về con đường ăn uống bình thường. Majidaka. Quý vị thấy chưa? Chưa có ông giáo chủ nào mà giống ông Đức Phật. Có lẽ vì vậy mà Đức Phật Ngài đắc đạo. Cho nên chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải can đảm, chúng ta phải theo bậc thầy chúng ta, dám nói sự thật. Cho nên quý vị tu pháp môn nào không biết, tu thiền, Mật Tông, Kim Cang Tông, Pháp Hoa Tông, hay là thầy vui thầy nói Lung Tung Tông gì đó, hay là Tả Bích Lù Tông, tu làm sao mà từ đau khổ thành an lạc, tu làm sao mà từ nghèo thành giàu. Đúng, mình phải hỏi. Cho nên quý vị thấy khi mà mình tu cái pháp môn đó, pháp môn nào mà mình thấy tâm hồn mình song sáng an lạc, đau khổ đúng, mà tu làm sao mà có người tu 30-40 năm mà nhìn vô cái mặt đen thui lùi, đi cái đầu lắc lắc, gặp người ta còn luôn luôn còn thúc còn chỏ nữa, cái này là có vấn đề. Quý vị rõ chưa? Cái này mình phải sáng suốt. Quý vị nhớ nha, cái tôi thấy chúng ta theo Đức Phật là mình học rất nhiều điều. Có người gì nói, thưa thầy, con tu theo Phật 40 năm mấy tháng, mấy ngày tính kỹ lắm, mà nhìn vô cái mặt đen thù lùi, gặp cái mặt buồn hiu, có vấn đề. Cho nên thầy gặp cái người nào mà tu nhìn vào là biết trúng hay không. Khi mà gặp cái người nào mà gặp cái mặt buồn hiu mà nó gặp mình nó lùm lùm thúc cụ chỏ đó, là mình biết thứ nhất là đau bao tử. Mấy người đó, mấy người đau bao tử nó không có cười. Thứ hai là thất tình, thất tình nó cũng không cười nữa. Thứ ba là thiếu nợ, mấy người thiếu nợ nó còn cười, đúng không? Cho nên quý vị, chúng ta phải can đảm. Quý vị tu pháp môn nào cũng được. Cho nên thầy nói quý vị, thầy nhìn cho người Phật tử nào, ha, thầy nào thầy biết người đó tu trúng tu sai. Quý vị rõ không? Tu trúng là từ đau khổ thành hạnh phúc, tu trúng là từ nghèo thành giàu, còn tu trật là chưa tu 3-4 cái nhà, tu riết không có nhà ở. Phải phân biệt nha. Cho nên quý vị bây giờ phải cẩn thận, rất là cẩn thận. Có những người lên mạng á, chứ tuyên truyền pháp tu này pháp tu nọ, quý vị đầu tiên phải nhìn vô cái vị đó. Quý vị rõ chưa? Đó, cái này quan trọng lắm. Thí dụ quý vị nhìn thầy Phước Tiến nè, thấy ông smiling là ok đó. À, là mấy thầy đây à. Không, quý vị nhìn thôi, nói ra thì nó đụng chạm. Còn mà quý vị mà thấy người nào mà tu đó, bận đồ ngon lành, đi đâu cũng có cái túi thiệt đẹp, có cái viết, có cuốn sổ, biết ông này tu kiểu gì á? Tu kiểu này là kiểu Maroc. Maroc biểu người ta móc ra móc ra. Nói đụng chạm. Ở đây nè quý vị thấy nè, quý hòa thượng này không phải là sư phụ của thầy, nhưng mà thầy kính hồi ngày còn sống. Thầy lâu lâu thầy Ấn Độ thì ông thích nói chuyện đó. Quý thị giáo như hòa thượng Trí Tịnh. Ở đây người nào biết hòa thượng Trí Tịnh đưa tay thầy coi. Rồi đó, hòa thượng Trí Tịnh là một vị thầy. Thầy không phải đệ tử hòa thượng, nhưng mà thầy rất là quý hòa thượng, quý thầy. Hai người có cái duyên vậy đó. Mỗi lần gặp thầy mà ông nói chuyện đó, học rất là thâm sâu, rất là khiêm tốn. Đứng đầu cả một giáo hội, ít có khi nào mà đi thăm chùa này chùa đó, nhưng mà nói nghe tên phong phát hết. Chết biết giờ biết khắc, biết rải tánh linh. Và khi chết thiêu rồi đó, có hào quang. Cái này thứ thiệt đó. Thứ thiệt á. Còn có nhiều ông nội bà nội quảng cáo lung tung mà chưa chết, không biết đường đi toilet. This
see the problem. Nói ra nó luôn. Quý vị khi nào mà gặp thầy mà quý vị thấy thầy không cười là quý vị biết thầy cũng sắp sửa ngúng cô đào rồi đó. Tu phải an lạc, phải vui mình mới làm được chuyện, nghe không? Còn mà mình tu gặp ta lùm lùm, không giống mình cái bắt đầu biên thơ rồi lên mạng chửi bới, it's not okay. Và quý vị tu, quý vị phải cảm nhận cái sự màu nhiệm mới thích. Cũng như quý vị đi buông, quý vị có lời mình mới tiếp tục buông, không phải là mất vốn. Có nhiều người tu mất vốn về ông Phật ông biểu bỏ tham bỏ sân bỏ si tối ngày chứ sân si hoài, như vậy tu cái gì, đồng ý chưa? Cho nên tôi nói bây giờ ngày hôm nay chúng ta không có thời giờ nhiều, thầy xin tóm gọn lại mấy điểm. Quý vị biết sau khi mà Đức Phật á, ngài đắc đạo dưới cội Bồ Đề, ngài bỏ 45 năm thuyết pháp độ sanh, ngài thuyết rất nhiều bài pháp từ những cái chuyện đơn giản rất là cao. Xin thưa quý vị, chúng ta mà có thông minh á, chúng ta học mấy trăm năm cũng không hết. Tôi nói thật với quý vị đó. Cái trí giác của Đức Phật là siêu đẳng. Nhưng mà tôi nghĩ á, nhưng mà nếu mà chúng ta học nhiều quá, nhiều khi mình không biết ông Phật nói gì nữa. Ổn, đúng chưa? Thành ra tôi mới nghĩ là có thể là chúng ta chết ngày mai. Thành ra bây giờ chúng ta chỉ áp dụng một vài lời dạy Đức Phật thôi, có kết quả ngay trong đời này. Thì thế nào? Thì xin thưa quý vị là những người Phật tử, cái điểm quan trọng nhất muốn được phước trong đời này là chúng ta phải believe in karma, quan karma, tức là cái điểm quan trọng nhất là chúng ta phải tin nhân quả. Người có tin nhân quả sẽ không bao giờ làm điều ác. Thì khi mình không làm điều ác là mình làm điều thiện, phải vậy chưa? Trong cuộc đời của chúng ta được làm bạn với người tin nhân quả, quý vị phải trân trọng, vì người tin nhân quả sẽ không bao giờ làm mình khổ. Mình cần cái gì họ giúp mình. Có tiền bạc, chúng ta hùng hợp với người tin nhân quả, có lời họ sẽ chia cho mình. Quý vị đồng ý không? À. Họ không nỡ họ gạt mình. Mà thầy còn thêm một câu nữa, lỡ nó có kẹt á, kẹt lắm á, thì nó gạt mình chút chút thôi. Người không tin nhân quả, chuyện gì nó cũng làm. Bán cha, bán mẹ, chùa, Phật, trời gì nó bưng, nó bán hết. Tổ quốc, đất nước gì nó bán hết. Cho nên thầy nghĩ trong cuộc đời này, nếu chẳng may chúng ta gặp một người tin nhân quả, thì thầy trò mình lại nó 108 lại, chạy thiệt xa. It's certainly. Thầy nói rồi quý vị, cuộc đời thầy đã gặp nhiều rồi. Cái người tin nhân quả, quý vị đưa đồng bạc, mất luôn đồng bạc. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là gì? Điểm thứ hai là có một cái bước Đức Phật thuyết rất nhiều bản kinh. Nhưng mà có một cái bản kinh này, quý vị có biết bản kinh Maha Mangala Sutta không? Người nào biết đưa tay thầy coi. Cũng ít. Rồi. Cũng ít. Quý vị đọc theo thầy coi. Maha Mangala Sutta. Maha Mangala Sutta. Chắc kiếp trước có ở Ấn Độ. Phát âm rất là chuẩn. Xin thưa quý vị, Maha Mangala Sutta là gì? Maha, đây là cái bản kinh của Đức Phật dạy. Mà tôi nghĩ là một cái bản kinh này là một trong những cái bản kinh hay nhất. Trước khi mà thầy sang Ấn Độ đó, thầy nghe mấy thầy Theravada ông tụng cái bản kinh này đó bằng tiếng Pali, thầy tưởng là cái bài thần chú. Nhưng mà sau khi mà sang Ấn Độ đó, thầy học tiếng Pali rồi thầy đọc ra dịch cái nghĩa, thầy xúc động lắm. Trời ơi, cái bản kinh này nó hay như vậy, tại sao người ta không dịch ra tiếng Việt? Đạo Phật vô đất nước mình cách đây 2000 năm, đúng ra là cái bản kinh này phải dịch ra tiếng Việt. Nhưng mà không biết lý do gì đó, hồi này thầy không nói tới. Cả luôn bên Trung Quốc cũng vậy, bên Nhật Bản cũng vậy, bên Đài Loan cũng vậy, qua bên Tây Tạng cũng vậy. Cho nên có một số quý thầy dịch, nhưng mà
Thầy nghĩ nó chưa có chính xác, cho nên thầy đã bỏ công rồi tra từ chữ. Thầy cũng nói của thầy không được 70-80%, nhưng 90% chắc chắn. So sánh Maha là gì? Maha có nghĩa lớn, Mangala có nghĩa là phước đức gia tài, Sutta là kinh. Kinh dịch có thể mình kinh hạnh phúc lớn. Và quý vị nào tụng đọc và thực hành cái bản kinh này, thầy bảo đảm chúng ta sẽ có hạnh phúc ngay trong đời này. Vị nào mà nghi ngờ lên đây làm giấy với thầy. Chắc chắn. Mà trong bản kinh này Đức Phật dạy mình làm giàu nữa. Phân tích cho quý vị thấy. À, lần sau mà về thầy Phước Tiến thu xếp được, thầy có khoảng một tuần lễ thầy phải phân tích từ chữ. Ông Phật ông nghiên cứu rất là kỹ. Mà cái bản kinh này không phải là người hỏi không, mà thiên nhân Đê Đê Va Manusacha Mangala Sutta. Quý vị á, ở trên các tầng trời cũng như mấy ông cũng không tìm ra được cái định nghĩa. Thí dụ như hồi xưa ta hỏi là what is the happiness? Cái hạnh phúc mình là gì? Cái hạnh phúc mình là có đôi mắt. Đúng rồi chưa? Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. À, khi mà cái chuyện này nó dài lắm. Nó dài. Nhưng mà cái đôi mắt này, nếu mình nhìn những cái điều hay á, thì nó đem an lạc. Nhưng mà mình nhìn với cái thây ma chết hay đau khổ, nó cũng đau khổ. Nó chưa hoàn tất. Cho nên Đức Phật Ngài nói cái kinh này. Thôi bây giờ thầy đi thẳng vào một vài điểm. Cái điểm thứ nhất, như Đức Phật dạy mình hạnh phúc thứ nhất kìa. Đức Phật dạy mình hạnh phúc thứ nhất Asavana Ba Lê Năm. Quý vị đọc theo thầy có Asavana Ba Lê Năm. Asavana Ba Lê Năm có nghĩa to keep away from bad people. Ekatelomavet, tức là cái hạnh phúc thứ nhất là Đức Phật biểu mình tránh xa kẻ xấu ác. Tuyệt vời. Thí dụ như chúng ta không phải là ăn trộm ăn cắp, nhưng mình chơi gần ăn trộm ăn cắp. Đồng ý chưa? Tuyệt vời. Hạnh phúc thứ hai là Đức Phật nói về Banditanam Savena. Quý vị đọc theo thầy Banditanam Savena. Chắc mấy người này kiếp trước ở Ấn Độ. Phan âm Banditanam Savena tức là thân cận bậc hiền lành. Trong cuộc đời chúng ta được thân cận bậc hiền lành, mình cần cái gì có hết. Bảo đảm quý vị, mình thiếu tiền nó cho mượn tiền, thiếu cơm cho cơm, thiếu chỗ ở cho ở. Trong này, một trong những hạnh phúc Đức Phật dạy mình gì? Matabitu. Matabitu là phải kính trọng mẹ cha. Xin thưa quý vị, cái này là thầy theo dõi nè. Người nào có cha mẹ mà quý vị kính trọng cha mẹ, người đó có nhiều cái phước báo. Thần thánh cũng quý, Phật trời quý, con cái sau này quý. Thành ra quý anh chị nào mà có cha mẹ phải phụng dưỡng mẹ cha. Như Đức Phật phụng dưỡng mẹ cha là cúng dường cho Phật. Rõ chưa? Trong này hay lắm quý vị. Thầy phải có khoảng ít như một tuần. Trong này 38 điều. Đọc và thực hành bảo đảm sẽ có hạnh phúc. Vị nào mà còn nghi ngờ lên đây làm giấy với thầy. Quý vị thấy sướng chưa? Tuyệt vời. Nhưng mà đề nghị thầy Phước Tiến ở đây đó, cái bản kinh này đó nên khắc vào đá để chùa mình ra nhiều thứ tiếng. Bây giờ thầy đang làm thứ nhất tinh cho thứ hai. Rồi điểm thứ ba là gì? Troisième mang là gì? Thứ ba là the peace of mind, la paix, là sự an tĩnh của tâm hồn. Quý vị có mấy triệu đô la mà không có an tĩnh tâm hồn cũng vất đi. Đồng ý chưa? Mà muốn an tĩnh tâm hồn là phải tu cho trúng. Tu cho trúng biết tu trúng tu trật không? Cũng như hồi nãy có thầy niệm Phật á, khi quý vị niệm Phật kia Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam, niệm cho vui. Đừng có nản kêu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô. Niệm cái này thì kiểu đưa đám ma. Niệm rước là vô nhị tỳ. Thấy không? Phải vui giống như một người quý vị đến chùa, mình phải quyết tu mình mới là chiến thắng, mình chiến thắng. Niệm sao mà buồn hiu à? Niệm phải vui vẻ.
tu cho trúng. Cho nên tôi mới, thầy mới đặt có một câu đó: Nam Mô A Di Đà Phật, tu phải thành thật, tu đừng lật đật, tu đừng có trật, tu thật nghiêm mật, chắc chắn thành Phật. Quý vị niệm theo thầy coi: Nam Mô A Di Đà Phật, tu phải thành thật, tu đừng lật đật, tu đừng có trật, tu thật nghiêm mật, chắc chắn thành Phật. Quý vị thấy sướng chưa? Thành tâm thành thật. Quý vị vô chùa, vô chùa phải thành thật. Bây giờ riêng thầy nè, thầy để ý nè, có nhiều người đi chùa, một ngày đi chùa tới 5-7 lần, mà càng đi càng cái mặt đen thù lùi, đi cái đầu lắc lắc, không có phước. Là bởi vì sao? Cái chánh điện là cái nơi trang nghiêm, đi vào cái đôi dép nó dơ ngoài nó mang vô là thấy tội rồi. Đi vô trong rồi gặp người ta không xá chào đâu, gặp người ta nghinh nghinh, rồi phê bình, đem những chuyện thị phi ở ngoài vô chùa kể, tội. Rồi cái đi vòng vòng trên chùa, nhìn mấy bàn thờ, liếc qua liếc lại thấy không ai, lụm mấy trái chuối bỏ trong túi. Cái này tội thôi. Cho nên quý vị thấy cái này đó, cũng như thầy nói quý vị, ngay cả bên thánh địa có những Phật tử đến chỉ 5-10 phút thôi về cả cuộc đời thay đổi. Nhưng mà có rất nhiều người ở thánh địa qua đó ở càng lâu càng tẩu hóa nhập ma. Lúc đầu đó còn tươi rói, tu riết nhìn vô cái mặt đen thù lùi, gặp mình luôn luôn, cái này tẩu hóa nhập ma. Nhưng mà quý vị biết cái chỗ thánh địa nó quan trọng. Cũng như quý vị thầy nói, mỗi con người chúng ta giống như cái bình đắc quy. Khi mà quý vị sạc điện đầy đó, rút cái dây ra, sạc nhiều nó cháy bình. Nhiều người bị cháy bình lắm. quý vị chứ đi coi kể mấy thầy mấy cô gì không biết, nhìn vô cái biết liền. Thầy Phước Tiến này hay đó, nãy giờ nhìn mấy ông thầy thấy cười không à, là ok đó. Bữa nào cái quan trọng là như quý vị không, nó thể hiện ra. Tu phải thành thật, tu đừng lật đật. Bây giờ nó tu theo kiểu mì ăn liền, chế nước vô ăn, ăn riết lũng bao tử. Tu muốn tu liền, bây giờ có nhiều sách tu mau kẻo trễ, cốc xì vậy, tầm bảy tầm bạ. Có nhiều cái người nói ra nó đụng chạm, ở bên mấy nước nó phá làng phá xóm, nó qua bên Ấn Độ, nó học ông nội bà nội nào có mấy tháng về, chân ta là Phật Quan Âm. Vậy mà có người theo, ít của tổ qua nhập ma, gia đình tan nát. Thành ra quý vị theo vị nào mà gia đình từ hạnh phúc, mà tu theo ông đó bà đó mà không hạnh phúc là có vấn đề, phải bỏ liền, không hồi lời gia tài mất hết. Rất là nhiều người nhá, rõ. Quý vị may mắn ở đây có ông thầy trụ trì đây, thầy Phước Tiến. Quý vị an lạc lắm, nói ra thầy nói ra đụng chạm lắm, nói ra rất nhiều vị ghét thầy, tôi kệ, ghét cơm ông ăn, cơm tôi ăn không ăn ngát. Cũng như thầy cất chùa bến vậy đó, không cho ai biết hết đó. Nhưng mà cất xong rồi vô là lại Phật, còn đứa nào không vô lại Phật là đừng có vô, vô bị nạn ráng chịu. Quý vị thấy an lạc lắm. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Thứ ba là sự an tĩnh tâm hồn. Điểm thứ tư là gì? The health, la santé, cái sức khỏe. Quý vị có cái thân này, quý vị nên thương nó một chút. Mình có thương nó mới thương mình, nhớ không? Vous avez votre corps, il faut aimer votre le corps vous aime. Quý vị này nè, quý vị nghĩ quý vị có mấy triệu đô la mà sức khỏe không tốt, mình đâu có thưởng thức được, phải không? Thành ra quý vị ăn chay phải ăn đàng hoàng, đừng có tối ngày đè củ cải ăn hoài, ăn riết con mắt trộm lơ. Ăn phải đầy đủ chất bổ, tập thể thao, phải không? Điểm thứ tư là sức khỏe. Quý vị thấy thầy năm nay gần 80 tuổi rồi, thấy không? Ok.
tự nấu ăn, tự giặt đồ, tự làm lấy hết, không thích. Thứ nhất là đệ tử, đệ tử mà nó nấu, quý vị cái này cẩn thận đó, đệ tử nó thương mình á, bữa nào nó thương nó nấu thiệt ngon, bữa nào nó buồn nó bỏ muối ăn mệt lắm. Để tự nấu ăn, thấy không? Mà thầy kỵ lắm quý vị, cái người mà nấu mà cái tâm không yên á, ăn vô cái thầy dễ bị bệnh lắm. Chứ quý vị thấy từ hôm qua này đi từ ở bên bên Canada, Mỹ rồi qua Canada rồi qua vậy đó, đâu có ăn gì đâu mà sức khỏe tốt. Có chai nước uống, cái này đó khi nào mai mốt mà thầy Phước Tiến về thầy chỉ cái cách dưỡng sinh quan trọng lắm quý vị, mình có thương nó mới thương mình, nhớ không? Cái này quan trọng à. Nhớ ăn chay phải ăn đàng hoàng nhau, đi ra ngoài đường trời nắng phải đội nón, nếu mang giày mang dép đi ngoài lạng quạng đinh nó đạp đó, mắt phong đòn gánh. Bây giờ có những cái ông mà giáo chủ mà tu nó biểu mình phải để cái nón tào lao. Ông Phật hồi xưa ông cũng đội nón nữa, đừng có nói. Quý vị, cái trong Phật giáo mình nó có nhiều cái phức tạp, quý vị phải sáng suốt là cái ông thầy ông nói mình coi ông nói trúng hay sai đó. Chứ không phải là thấy ông nha. Bây giờ lạng quạng đó, nó móc hết tiền bạc đó. Thầy biết thầy nói vậy mấy ông nội đó ông chửi thầy lung tung. Điểm thứ năm, sen kè măng là gì? Lại kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là kinh tối thượng thừa. Quý vị thử đi. Quý vị lại kinh Pháp Hoa là mỗi chữ mỗi lễ. Quý vị thử đi, quý vị sẽ thấy. Có người nào quý vị họ sắp sửa tự giận rồi, nhưng mà cái này thử đi. Quý vị nào mà phát tâm lại kinh á thì thầy có in cái bộ kinh Pháp Hoa tặng. Kinh Pháp Hoa này quý vị đã biết cách lại rồi phải không? Ở đây có người nào lại kinh Pháp Hoa không? Đưa tay. Rồi, kết quả tốt không? Đó. Thế mà không tốt, trả quyển kinh, bye bye ông Phật. Tu pháp môn nào không biết, tu thiền, tịnh, độ, mật, tông, kim cang, túng làm sao thấy an lạc trong đời này. Cho nên thầy nói quý vị, hàng bao nhiêu ngàn người mà nghe thầy lại kinh Pháp Hoa bây giờ, tuyệt vời. Mà từ nghèo thành giàu luôn. Cho nên thầy nói, đệ tử của thầy người nào tu theo thầy mà không có an lạc mà nghèo nên bỏ thầy. Vì theo thầy, thầy mang tiếng lắm. Quý vị tu quý vị cũng phải cầu nguyện cho thầy sức khỏe tốt, giàu có. Thầy mà nghèo quý vị cũng mệt lắm. Tối tao gặp tụi bay tao chứ kêu Maroc quá, móc ra trốn luôn. Nhớ không? Thầy thích lắm quý vị. Le plus important, very important. Hai điểm đầu rất là quan trọng. Hai điểm đầu quý vị cố gắng thực hành. Hai điểm đầu đó là của ông Phật nói, còn ba điểm sau là của thầy Quỳ Diệu. Nói rõ ràng. Ba điểm sau không cần thiết, dục vô thùng rác. Hai điểm đầu thực hành có kết quả, bảo đảm. Cuộc đời này thích lắm quý vị. Cũng như quý vị thấy, thầy nhờ thực hành mấy cái mật pháp như thế. Cũng như quý vị thấy thầy đi qua Ấn Độ đó, đến cái chỗ Đức Phật giáng trần thấy tiêu điều. Tiêu điều thầy đứng nước mắt rớt và thầy áp dụng cái mật pháp ông sư phụ. Và xin nói mừng quý vị là ông vua ông cho thầy có một miếng đất thôi, bây giờ thầy lập cái chùa mình nhỏ thôi, nhưng mà giờ có 30+ nước trên thế giới. Quý vị thấy sung sướng chưa? Có thể nói từ khi Đức Phật sanh, bây giờ Lâm Tỳ Ni trở thành một cái Liên Hiệp Quốc Phật tử, mà chùa Việt Nam chúng ta là cái chùa quốc tế đầu tiên. Và báo tin mừng cho thầy Phước Tiến cũng như tất cả quý vị, cách đây 1.5 tháng có một phi trường quốc tế đã mở cửa gần cái chùa mình. Quý vị thấy màu nhiệm chưa? Khi mà thầy cách đây 25 năm thầy đưa cái ý này ra thôi, nó ráp, nó chửi, nó mắng thầy đủ thứ, nhưng mà thầy cho âm thầm thầy làm. Và nếu được thầy đề nghị thầy Phước Tiến thương lượng coi cái hãng máy bay nào được đây đó, mướn nguyên một chiếc máy bay chở hết Phật tử qua đây. Quý vị thấy sướng chưa? Nên mình tu trúng là không sợ. Tu trúng
Bây giờ có những Phật tử của thầy rất là nghèo, bây giờ giàu hết, mà thầy cảnh cáo đứa nào mà nghèo nó phải bỏ tao. Giàu mà giàu về vật chất, về tinh thần quý vị đó. When we are poor, we cannot give. Còn nè, poor nè, pardon nè, xíu quý vị nhớ nha. Kể ai nói vậy nói. Có một số vị chỉ trích thầy, nói thầy quyền diệu. Tối ngày đi giảng kinh không giảng, suối Phật tử làm giàu. Tôi nói, tôi vậy đó. Quý vị, chúng ta phải giàu có về, không những về vật chất mà giàu có về tinh thần. Vì chúng ta nghèo, mình nghèo, mình không cho ai được hết. Quý vị nhớ nha. Ở đây quý vị nào từng đã nghèo chưa? Đưa tay thầy coi. Thầy đã từng nghèo. Nghèo khổ lắm quý vị. Ông bà mình sao nói Hoàng Liên đắng, nghèo khổ càng cái đắng hơn. Mà thầy cái nghèo của thầy, thầy đã có rồi. Cuộc đời của thầy nghèo đó. Đến nỗi mà thầy đi mấy con chó nó không thèm sủa. Khi nào mà quý vị thấy mấy con chó mà nó sủa đó, tức là nó còn ok đó. Cho nên thầy nói tu theo thầy là phải giàu có về vật chất, về tinh thần. Nói quý vị thẳng vậy đó. Cho nên mấy đệ tử thầy theo dõi như mấy chú này hay lắm quý vị. Nói những cái chuyện mà mình kể hoài, thí dụ quý vị thấy thầy qua đất Phật nói hoài nó không hết. Cũng như có sợ, khi mà thầy đến cái chỗ mà Lâm Tỳ Ni đó tiêu điều rồi khiến vậy đó, thầy đứng, khi mà thầy thấy những cái đó thầy khấn liền. Quý vị mình nha, mình rất là tin Phật, nhưng mà đôi lúc ông Phật ông thử mình cũng phải thử lại. Thế ông thầy nói mà các ngài mà đưa con tới đây thì vấn đề tiền bạc con không có lo, bởi vì con đi xin người ta con mắc cỡ lắm. Thầy có nhiều mật pháp lắm. Bây giờ trong cuộc đời của thầy đó, bây giờ quý vị nào muốn không biết học mật pháp này không? Có muốn học không? Muốn học Phật pháp này đó, khi nào mình ghét ai, mình muốn đuổi ai á, gặp nó chứ mượn tiền và xin tiền. Thử đi. Cho nên mấy thầy mà trong chùa mình mà xin tiền Phật tử mà xin riết, Phật tử nó bỏ trốn hết. Cho nên mấy thầy là cũng vậy đó. Tôi đề nghị quý thầy mà mấy ông đệ tử tôi cũng vậy đó, là phải đi làm, phải lao động. Phải không? Thầy mà ở Việt Nam thầy cũng chế cái gì đó, kể ít nhiều gì cũng bán, mình sống. Chứ tối ngày mình xin Phật tử hoài tội nghiệp lắm. Phải không? Phải. Thời Đức Phật khác, thời mình khác. Quý vị ở ngoài đó, Phật tử người ta kiếm từ đồng từ cắt bao nhiêu cực khổ. Mà có những vị đó không có đi làm, chứ kêu đóng góp, đóng riết nó trốn hết. Phải không? Cho nên tôi có rất nhiều Phật tử mà đệ tử thầy giàu đó, nó chơi chờ thầy hoài mà nó biểu sao mà chờ thầy hoài không thấy không. Linh thiêng lắm quý vị. Cũng như 60 đồng thầy khấn và thầy làm hết cái tâm thầy đó quý vị. Hết tiền, ngừng. Đến nỗi có cái lúc mà thầy nghĩ ông Phật ông cũng thử thầy. Tới 4 năm 6 năm mà không có tiền. Mà quý vị cái chánh điện vậy đó, cất có cái phần nữa thôi. Mưa xuống, thầy ngồi hoài. Nếu mà thầy mở miệng ra thế nào Phật tử cũng cúng, nhưng mà nhất định không là không. Thầy thắp ba cái hương lên, thầy khấn bốn hướng, nó bạch ngài. Hồi trước con có giao hẹn với ngài rồi, con không có xin. Nhưng mà bây giờ con không biết lý do tại sao mà 3 năm mấy không còn tiền để mà xây cất. Nhưng mà con xin thưa với ngài, trong vòng 10 ngày nếu mà không ai gửi tiền là con bỏ con đi. Hay lắm quý vị, 5 ngày sau là gửi tiền tứ tấp đó. Quý vị thấy linh thiêng chưa? Hoàn tất. Vừa hoàn tất xong chùa không ai gửi nữa. Phải nói nha, các ngài linh thiêng lắm. Và cái chùa của mình cũng vậy đó. Cái chùa của mình mà đâu có người mà giữ an ninh rồi như thầy Phước Tiến đây. Mỗi một lần mà thầy đi dạy, thầy chỉ lên khấn ủng hộ pháp. Nha bạch ngài, bây giờ con tới giờ con đi dạy đi làm mướn rồi. Bây giờ ngài ở nhà ngài thu xếp coi an ninh rồi. Người nào mà vô chùa nó làm bậy các ngài xử lý dùm. Xử lý phần phát. Quý vị thấy đó.
Quý vị thấy hay lắm. Và cái câu chuyện này nó kể và tôi kể hoài. Quý vị thấy sung sướng chưa? Cũng như thầy đi dạy ở bên các nước Âu Tây đó. Ở đây quý vị nào đã từng đi qua Âu Châu rồi đưa tay thầy coi. Không có ai phải không? Rồi, mỗi lần mà thầy nói cho quý vị nghe thế này. Hồi xưa vui lắm. Thầy là con người mặc dầu là học Phật nhưng mà rất là scientific logic và khoa học và học lý, chứ không phải là tin bừa bãi. Có những ông Phật ông nói nhiều điều thầy cũng tin, nhưng mà lâu lâu thầy cũng thử không? Rồi ông thử lại. Cũng như quý vị, thầy đi vô mấy cái những có những cái tòa lâu đài, những cái cung điện mà những ông vua ông có hồi xưa quý vị đẹp lắm. Rất là đẹp nha. Mà thầy chứ đi xa đi lại hoài, thầy nói trời ơi ước gì mà mình phải có tiền mình mua tòa lâu đài này để mà cho Phật tử mình tới ở. Nha. Mình chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà đâu dám nói ngoài nó chửi mình, nói mình thằng khùng. Nhưng mà xin báo tin mừng với quý vị, cách đây mới mấy tháng thầy mua được một cái tòa nhà. À. Đề nghị quý vị làm để dành tiền, và trong cuộc đời quý vị phải đi viếng thăm nhiều nơi trên thế giới. Qua ở trong cái tòa nhà đó thầy mới mua. Quý vị thấy sung sướng chưa? Mà đặc biệt là mấy cái người mà nó là triệu phú đô la, nó mời thầy tới nhà không bao giờ thầy tới. Là bởi vì thầy rút kinh nghiệm đó. Nếu mà chúng ta gặp những cái người giàu mà chân chánh đó, thì tuyệt vời, còn không đó, nó cho mình 5-3 triệu mai mốt nó ngồi đầu mình nó chửi đó. Không? Không. Cho nên chính cái điểm này là cái điểm mà mấy thầy tu, mấy thầy cũng cẩn thận nha. Chúng ta gặp được cái người mà giàu có mà khó lắm. Nó bỏ một số vô là gây mình rắc rối lắm. Cũng như mà thầy nói cho quý vị, cũng như mấy thầy mà nổi tiếng thường thường bị bệnh. Bị bệnh là sao? Vì đệ tử nó thương thầy. Nó làm một cái ly chè thiệt ngon đưa thầy uống. Thầy không ăn nó buồn. Thầy ráng thầy ăn, ăn riết thầy bị đái đường. Không? Thầy, no. À. Không, mấy thầy cẩn thận ạ. Cũng như tôi đi đâu á, tôi đâu có thị giả. Quý vị tội lắm quý vị, có mấy vị thầy mà lớn tuổi đi đâu cũng thị giả đó. Nhiều khi đó, thầy ông già đó, nó đẩy ông đi vậy nè. Gặp thầy chắc là thùi thùi của chỏ liền. Cho nên mình phải cẩn thận. Cho nên thầy hay vui, thầy nói thầy thích thì thiệt không à, không thích thì giả. Ôi, nói nãy giờ gần tiếng rồi. Ôi, thầy hỏi thành thật. Ở đây quý vị nào muốn đi du hí thần thông Âu Châu, đưa tay. Bây giờ quý vị phải đi. Mình phải đi tận nơi, mình coi mấy ông Tây Trắng nó sống sao về. Và quý vị quý thầy đó, quý vị nào có con cái phải cho con cái nó học đàng hoàng, cho nó có hiếu thảo. Rồi mình làm để dành tiền. Quý vị ghi tên. Rồi thầy sẽ tổ chức từ đoàn một. Bây giờ mình có cái tòa nhà bên đó, mặc qua ở. Rồi qua bên thánh địa Phật giáo, cái chùa mình có thể chứa cả 100 người luôn. Thấy chưa, mình qua mình ở. Chỉ cần mình ở trong chùa có rau cải mình nấu thôi, đâu có cần phải tiền bạc gì. Quý vị thấy màu nhiệm chưa? Thầy thích lắm. Và thầy ước mơ rằng quý vị có con cái, quý vị cho nó học nên người, nó trở thành một người lãnh đạo trong các ngành. Đúng không? Phải có kiến thức, phải có không thôi mà không, mình tu phải như vậy mới được. Cũng như mấy thầy mình tu là mình phải ngon lành, chứ không hồi tối ngày chứ đi nịnh mấy cái tụi nhà giàu thúc cụ chỏ cho nó ngán. Cho nên thầy nói quý vị, có nhiều vị thầy nổi tiếng đó, thấy mấy cái người nhà giàu ngán, nhưng mà riêng thầy không ngán. Làm gì mình ngán? Tao có tất cả tao còn bỏ tao đi tu mà mày có hơn tao được không? Cho nên kỳ rồi mà thầy mua cái tòa nhà ở bên đó quý vị, mấy cái nhà giàu mà có đứa nó có 50-70 triệu đô la đó, ghét thầy lắm. Nói xấu thầy, kệ. Mấy người kia sợ nói xấu, thầy nói thầy xấu nhiều quá giờ nói thêm cũng không sao. M-
mấy người kia hỏi, trời ơi, con sợ mấy người giàu này nó nói là thầy mất uy tín. Thầy nói làm gì sợ, người có uy tín mới sợ mất chứ tao có uy tín gì đâu. Quý vị thấy an lạc chưa? An lạc à. Cũng như bên đó có nhiều người nói sợ thầy bệnh, thầy có cách thầy nấu một nồi cơm thầy ăn 3-4 ngày an lạc. Theo như mà khoa học mới chứng minh, đâu có bệnh hoạn gì đó, từ hôm qua đến nay đâu có cơm nước gì đâu. Nhưng mà nhờ cái bí mật cái sống, phải không? Và quý vị theo thầy, thỉnh thoảng là thầy nghĩ là mình phải tập nhịn đói đó, để mình thợ lọc cái thân tâm mình, nhau không? Mà nhịn cho đúng á, nhịn bậy bạ mệt lắm á. Rồi bây giờ, nãy giờ mấy cái điểm thầy nói đơn giản phải không? 5 điểm mấy cái mật pháp trong cuộc đời này nó rất là đơn giản. Bây giờ thôi thầy hỏi một câu quý vị nữa, thầy bỏ trên, ở trong cuộc đời này quý vị có ai thích nghèo không? Không ai thích nghèo. Nhưng tại sao phần lớn những người giàu cuối cùng nghèo? Phần lớn. Majority not all. Thầy nói phần lớn. Tại sao? Quý vị biết nha, hay lắm quý vị. Và thầy đã bỏ mấy chục năm đi bao nhiêu chục nước trên thế giới nghiên cứu, không phải là người Việt mình không, người nước ngoài cũng vậy đó. Người nào mà muốn học cái phương pháp làm giàu này phải ghi tên. Mà thầy có nói rồi, thầy dạy đạo không lấy tiền, mà dạy làm giàu phải trả tiền. Không, mà hôm nay thì quý vị thầy dạy cái lớp đó mà giờ tốt lắm. Ở trong này quý vị nào muốn làm giàu đưa tay thầy coi. À, rồi. Không. Cái này là phải đàng hoàng. Nó là một cái mật pháp. Ai cũng thích giàu. Nhưng mà tại sao nghèo? Thầy chứng minh đàng hoàng. Nhưng mà quý vị mà theo cái phương pháp của thầy không thể nào nghèo. Không thể nào nghèo. Bảo đảm. Đó quý vị ngay cả bên Mỹ, bên nhiều lắm quý vị. Không biết có nên tiết lộ cái này không? Không, bây giờ vô chi tiết. Chứng minh bằng khoa học đàng hoàng. Tại sao mấy người giàu rồi nghèo? Nhưng mà vị nào mà muốn học chi tiết thì đưa tay thầy coi. À rồi, ghi tên đàng hoàng. Không, cái này nó hay lắm quý vị. Mình là con người chứ không phải là ai nói gì nghe. Nhưng mà giờ thầy tiết lộ có gì con ghi tên. Rồi mình chia thành nhóm. Thầy chứng minh cho quý vị thấy tại sao những người giàu cuối cùng nghèo. Lời bởi vì nó không tin nhân quả. Điểm thứ hai là nó chống lại cái luật của vũ trụ. Nó ăn vô mà nó không cho ra là nó nổ. Quý vị đồng ý chưa? Nó chưa hút vô thôi. Quý vị thử thử, quý vị ăn cho thầy một tuần lễ mà quý vị không đi toilet cái gì xảy ra? Nó nổ. Quý vị thấy không? Rất là khoa học. Thành ra quý vị có tiền bạc, quý vị phải áp dụng cái mật pháp của thầy, không bao giờ thiếu. Thành ra thầy ngày hôm nay nói chuyện đó, quý vị chứ về tu tập mỗi ngày, thầy xin quý vị có một tiếng đồng hồ làm lời hay là đem mướn, có 100 đồng phải chia la làm 4 phần, 3-3-1. Thí dụ mình có 100 đồng, 30 đồng để một bên. 30 đồng đó làm gì? 30 đồng đó là cúng chùa nè, giúp đỡ cha mẹ nè, giúp cho người nghèo. Rồi 30 đồng đó để dành. Rồi 30 đồng đó mình đầu tư, rồi 10 đồng là để du hí thần thông, không bao giờ nghèo. Thế giới này mà ai cũng theo cái formula của thầy là không bao giờ nghèo. Bằng chứng như thầy, các đệ tử. Thầy mong rằng thầy còn sống đây, thầy được đón quý vị bên đất Phật và đón ở bên Âu Châu. Hay lắm quý vị. Cũng như thầy nói cho quý vị nè, có những vị thầy ở Việt Nam có mấy chục tỷ mà không cất cái chùa xong, nhưng mà thầy cho chỉ có đồng bạc cất xong. Có nhiều vị. Thành ra vị nào mà theo đúng cái lời Phật dạy đó, áp dụng đó, rồi thầy sẽ chỉ cái cách không thể nào nghèo. Ở trên thế giới này đó, bây giờ thôi thầy nói ở trong này đó, quý vị nào mà nghe không được trả lời, thầy có nghiên cứu ở trên thế giới này, cách đây 15 năm, có một nước giàu nhất, giàu hơn nước Mỹ, bây giờ nghèo nhất, đó là nước nào? Bây giờ người nào mà trong vòng một tháng trả lời trúng đó, thầy có phần thưởng. Nhưng mà với điều kiện là cái người đó chưa từng nghe cái bài giảng của thầy.
Chưa nghe, ở chưa nghe thì dần nghiên cứu đi. Có gì thì liên lạc với chú Minh Trí. Cái điểm thứ hai mà thầy xin thưa quý vị nói ra thì nó đụng chạm. Ở trên thế giới này có rất nhiều tôn giáo, phải vậy chưa? Nhưng có một cái tôn giáo đó, người đệ tử tôn giáo đó không có người nào nghèo, đó là tôn giáo nào? Có người nói Phật giáo cũng nghèo tùm lum hết. Đặc biệt, mà quý vị thầy thân với mấy ông giáo chủ đó để mà thầy học cái hay, để về thầy làm dạy cho đệ tử thầy. Quý vị rõ ràng nha, có người nữa, con ơi, cuộc đời đau khổ, này các đệ tử ơi, cuộc đời đau khổ, mất đó, có đó, mất đó, tụi con có nhiều đưa vô sư phụ gửi cho. Vậy mà có nhiều người đi nghe, tào lao, this is a cheating way, nói ra nó đụng chạm. Quý vị nha, mai mốt mà gặp ông nào nói vậy, quý vị đưa cục chỏ nè. Cho nên thầy nói quý vị theo Phật chúng ta phải sáng suốt, không phải theo tầm bậy tầm bạ. Nghe không? Quý vị thấy bây giờ thầy nói là thầy biết rất nhiều người bây giờ nó không ưa thầy, nó chửi thầy. Nhiều Phật tử sợ thầy mất uy tín, nhưng mà thầy nói thầy có uy tín đâu mất. Cũng như thầy hỏi quý vị nè, bây giờ quý vị vô supermarket, ở trong đó nó bán mấy trăm món đồ, có cái món đồ nào ở trên bao bì nó để ăn vào đau bụng không? Có không? Không có. Nhưng mà ăn thử nhiều món đau bụng, nhiều món thuốc độc trong đó. Thành ra mình phải sáng suốt. Về tôn giáo cũng vậy nữa. Cho nên thầy thích Đức Phật lắm quý vị. Đức Phật là một vị thầy tuyệt vời. Đức Phật phân tích rồi đề nghị, có lẽ thầy Phước Tiến, thầy Huệ Sơn đồ, mấy ông phải giết. Đức Phật ngài sáng suốt lắm, nhưng mà rất tiếc là sao mà ta không giảng để nói tràn lẽ chuyện về trên trời dưới đất không à. Phải nói thẳng. Ông Phật cũng như cái kinh Mangala Sutta này. Kinh này chắc quý vị có rồi phải không ạ? Quý vị nào mà chưa có đó thì một lát quý vị nào không có thì xin gửi với tặng. Rồi. Không có tiền bạc gì hết. Rồi một lát. Thầy nói thầy thích lắm. Hồi đó thầy ước mơ. Nhưng mà cái lạ thế này đó chưa? Vui lắm quý vị. Kể hồi kể nó nhiều cái chuyện giống như là nó kể hoài kể nó có môn diệm lắm. Đó. Quý vị ha, quý vị nghe thầy nè, quý vị có tiền, không phải là tiền mình cần nó, nhưng mà mình đừng có là nô lệ nó. Quý vị phải đi du lịch nè, phải đi giúp người nghèo khổ nè. Tiền nó giúp cho mình, nhưng mà mình đừng có là nô lệ đó. Ăn uống, du lịch, hiểu biết. Thí dụ giờ mình có tiền, mình để mai mốt chết mình có đem theo đâu, hiểu không? Và ở trong này có một cái, bây giờ ngay cả quý vị học sàn quý vị cắt cũng chưa chắc nữa, đồng ý chưa? Thành ra quý vị phải biết, mình phải biết sử dụng. Mà thầy vui lắm, bây giờ thầy nói ngay cái chùa, mà cái chùa, hai cái chùa thầy cắt bên đó, thầy thích lắm. Có những người Phật tử đến đó bây giờ họ, trong đó bây giờ thôi cái đoàn quý vị nè, mà bây giờ có người qua bên đó tu mà đắc đạo, cũng như có người mà ngày hôm nay mà nghe thầy tu, mà quý vị đắc đạo, mà thầy lý do gì thầy chưa đắc, quý vị lên trước, không lẽ quý vị bỏ thầy như này. Quý vị thấy chưa không? Đó. Cũng như mấy cái chỗ xích lắm. Cũng như thầy một kỳ rồi mới mua xong, một số người bên Đức, họ ở bên Đức mấy chục năm, họ vô họ ở, họ ra nó thưa thầy đây là cái niềm hãnh diện. Mà thầy cũng vui, nó không những mày hãnh diện mà tao cũng hãnh diện. Đến nỗi mà những người địa phương họ nó không ngờ ông là người quá phớt mà ông mua được, mà mua trong như là có cái bàn tay vô hình sắp đặt. Mà thầy mua rồi đó, thầy nói quý vị á, thầy đâu có đủ tiền, thầy phải mượn đệ tử. Mà thầy mượn nó xong là thầy tính đó, thầy phải trả chắc cũng phải 100 mấy chục năm. Cuối cùng thầy quy tụ lên, xúc động lắm vì, mà thầy hứa là thầy trả, không mượn nhà băng. Cuối cùng mấy đứa đệ tử nói thưa thầy, hồi đó chúng con rất là nghèo, chúng con nhờ thầy chúng con bây giờ giàu có, thành ra cái tiền này xin tặng luôn cho thầy.
Nói mà nói xong cái bữa đó, họp xong mấy bữa thì vui thầy không ăn cơm luôn nữa. Không phải sòng phẳng. Hồi trước mình mượn đó, mượn lúc đầu mượn nó biểu làm giấy. Thì nó không phải thầy trò mà còn làm giấy, tức là niềm tin chưa giới. Nó mượn coi như nói, thấy không? Rồi tính mượn nhà băng đó, nhưng mà mượn nhà băng là mình phải trả đúng hạn. Không hôi nó vô nó bưng cái tòa lâu đài mình mất công. Mình quý vị thấy cho thầy cũng khôn lắm. Quý vị thấy sướng chưa? Thành ra bắt đầu năm tới thì bây giờ quý vị bỏ ống đi nha. Đi qua bển rồi quý vị đi, rồi mình du lịch một năm đi một hai xứ. Bây giờ thầy có món quà. Ở bên Ấn Độ chỗ mà Đức Phật đắc đạo đó có cái lá bồ đề rất là khó lụm. Thành ra người nào có muốn lá bồ đề này đưa tay thầy coi. Bây giờ thế này, bây giờ ở đây thầy chỉ có ít chục lá thôi. Thì bây giờ đó, mỗi vị phát một cái phiếu, mỗi vị phát một cái phiếu, rồi quý vị điền tên họ, mỗi một gia đình con cái thôi, rồi địa chỉ, rồi xếp lại làm tư, rồi bỏ vào cái chuông hay cái thúng gì đó, một lát là bốc trúng, mình được, mình mừng cho vị đó. Còn vị nào ngày hôm nay mà không trúng á, là thầy sẽ mang về bên đất Phật, thầy bỏ trong cái chuông, chứ thầy bốc người nào trúng là thầy gửi về tận nhà. Đồng ý ha? Mà quý vị chưa kiên nhẫn, quý vị kiên nhẫn, năm này không được thì từ 1 đến 30 năm sẽ có. Rồi cái thứ hai là cái này là cái tấm lòng của thầy, cái phần quà. Một lát nữa nó có cái hình này. Cái hình này đó là mà mấy cái hình này đó nó tới 6-7 loại mà thầy in ra, thì mỗi một người ở đây đó được quyền đến lấy một cái. Mỗi người được lấy một cái, nhưng mà người nào lấy cái thứ hai đó là chịu cực bỏ tiền vô trong cái thùng. Rồi không, cái này đây lại thầy sắp xếp không. Mỗi cái mấy cái rồi con. Ở đây là cái chùa ở bên Lâm Thị Ni, và đây là cái chùa Một Cột ha. Một lát là để dưới đó, rồi con có cái thùng nữa con. Con sắp đi, con sắp xuống đi. Rồi bây giờ phát cái phiếu đi, phát cái phiếu mà bốc lá bồ đề. Rồi A Di Đà Phật. Bây giờ thôi mình hồi hướng, tôi được xin phép đi. Xin đem mà công ơi.